Thưa quý vị, liên tiếp 4 năm từ 2020 đến 2023, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa vinh danh là thành phố thông minh Việt Nam. Kết quả này có được chính là thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách làm bài bản từ nhiều năm nay của thành phố Đà Nẵng trong việc hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại thông minh. Ngay từ năm 2012, Đà Nẵng đã phối hợp với tập đoàn IBM khảo sát xây dựng đề án xây dựng thành phố thông minh hơn. Sau bước đi ban đầu đầy mạnh dạn này, Đà Nẵng tiếp tục triển khai tổng thể đồng bộ hệ thống chính quyền điện tử. Đến năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục ban hành khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh, tập trung vào 6 trụ cột chính, gồm quản trị thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh, giao thông thông minh và công dân thông minh. Ngày 24 tháng 1 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng đô thị thông minh trong nước và trong khu vực ASEAN. Để đạt được mục tiêu này, ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc xây dựng thành phố thông minh là một cái xu hướng tất yếu để chúng ta dùng công nghệ để làm sao phát huy cái công tác quản lý. Đối với một thành phố nó phát triển mang tính chất bền vững hơn, dựa trên các cái quy hoạch đô thị, dựa trên các cái công nghệ. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và bắt đầu sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công theo hướng dịch vụ số, thay thế thành phần hồ sơ giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, với việc đưa vào vận hành trung tâm giám sát, điều hành thông minh, lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, ra quyết định và quản lý chất lượng dịch vụ cho thành phố cung cấp một cách tổng thể, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế xã hội. Thành phố Đà Nẵng thì có một cái lợi thế rất lớn là nhiều năm đã được dẫn đầu trong cái đánh giá về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố Đà Nẵng cũng là một trong thành phố mà có cái việc triển khai rất sớm và thành công của chính phủ điện tử. Thì cả hai cái điều đó dẫn đến một cái cơ sở đầu tiên để giúp cho câu chuyện là cái triển khai thành phố thông minh được thành công. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông tại thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, được mở rộng theo hướng dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng thành phố thông minh. Cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng hiện tại cho công nghệ thông tin là có thể nói là rất là tốt, đặc biệt là với cái sự hỗ trợ của World Bank từ năm 2010, thì cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Đà Nẵng về data center thì đã được thành lập. Thêm nữa là Đà Nẵng có 2 tuyến cáp quang biển quốc tế đi qua thành phố, cho nên là cái tốc độ của nó là coi như có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Chúng ta thấy rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, với hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh, với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, thì chúng tôi tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến chắc chắn sẽ thành công trong thời gian sớm nhất. Thành phố cũng đưa vào ứng dụng nhiều công nghệ số như QR code, trí tuệ nhân tạo, thí điểm công nghệ định vị chính xác địa chỉ 3 từ trên nền tảng hành trình số, được tích hợp đồng bộ vào trung tâm giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng và qua app Đà Nẵng Smart City. Những giải pháp này đã giúp kết nối hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần hình thành và phát triển một Đà Nẵng hiện đại thông minh, là địa phương tiên phong trong chuyển đổi số của cả nước.